Rồi thời gian có hạn, con xin tạm dừng cái phần đặt câu hỏi ở đây để con tiếp tục vào chương số 3 của tông huấn với tựa đề là Trong ánh sáng của Thầy Chí Thánh. Trong ánh sáng của Thầy Chí Thánh có nghĩa là gì? Chúa là ánh sáng đưa ta trên con đường thánh. Có nhiều cách để nên thánh. Và hôm nay Chúa và con cũng Đức Giáo Hoàng Phanxi cũng lựa chọn một cái cách để nên thánh, đó là qua tám mối phúc thật. Mà tám mối phúc thật là lội ngược dòng. Ngược dòng ở chỗ nào? Là bởi vì tất cả những cái gì mà Chúa Giêsu dạy trong tám mối phúc thật hầu như nó đi ngược lại với những gì mà con người thường mong ước. Không có gì có thể soi sáng hơn là quay về với những lời của Chúa Giêsu và xem cách Ngài giảng dạy chân lý. Các mối phúc tựa như cái thẻ chứng minh của Kitô hữu. Các mối phúc tựa như cái thẻ chứng minh của Kitô hữu, hay là chúng ta thấy rằng đó để nói lên chúng ta là người Kitô hữu là qua cách sống tám mối phúc thật đó. Qua các mối phúc ta nhận ra chân dung của Thầy chúng ta, chân dung mà ta được mời gọi phản chiếu lại trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hay nói cách khác, tám mối phúc thật không phải là lời mời gọi của Chúa không để chúng ta lựa chọn, mà là những điều chúng ta cần phải sống. Sống để là người Kitô hữu, sống để phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa. Và cái điều này Đức Giáo Hoàng nói, hai tiếng hạnh phúc hay phúc thay trở thành đồng nghĩa với thánh thiện. Nó diễn tả sự kiện ai hiến mình để sống trung thành với Thiên Chúa và lời Ngài sẽ được hạnh phúc đích thực. Thế là cái chữ mà phúc thay đồng nghĩa với gì? Sự thánh thiện. Phúc thay ai nghèo khó thì ngược lại cũng có đồng nghĩa là gì? Là ai sống nghèo khó thì đó là thánh thiện. Phúc thay ai xót thương thì ai xót thương thì đó là thánh thiện. Giêsu có thể nghe như thi vị, nhưng rõ ràng là chúng ngược hẳn với cách mọi việc vẫn thường diễn ra trong thế giới của chúng ta. Các mối phúc không hề là cái gì tầm thường hay dễ dãi thoải mái, mà hoàn toàn ngược lại. Ta chỉ có thể sống được các mối phúc ấy nếu Chúa Thánh Thần đổ sức mạnh vào của Ngài trên chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi sự đuối, ích kỷ, tự mãn và kiêu hãnh của mình. Hãy để cho lời của Chúa, lời của Thầy Chí Thánh chạm thẳng đến ta, thách thức ta và đòi ta phải thật sự thay đổi cách sống. Điều thứ nhất, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khổ.